nhận định bóng đá Sevilla với Liverpool. 5 giờ ngày 22 tháng 7, cuộc đọ sức với Sevilla rạng sáng mai sẽ là trận giao hữu thứ 4 của Liverpool trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Song The Kop vẫn chưa tìm lại được đầy đủ sức mạnh bởi những ngôi sao lớn nhất của họ đều đang nghỉ hè. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Sau hai chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ yếu là Tranmere Rovers và Bradford City, Liverpool đã thua Dortmund với tỷ số 2-3 trong trận giao hữu thứ 3 của họ trước thềm mùa giải 2019/20. Thiếu các trụ cột Alisson, Mohamed Salah, Roberto Firmino hay Sadio Mane, những người đang nghỉ hè sau khi làm nhiệm vụ cùng DT Quý Thờ, đội bóng của huấn luyện viên Klopp không tạo ra áp lực đủ lớn để khiến Dortmund chìm trận. Hệ quả là sự xuất hiện của Virgil van Dijk ở hàng thủ cũng không ngăn được việc De Kop thủng lưới tới 3 bàn trước lối chơi tự tin và tốc độ của đội bóng Đức. Ngoài ra, thời tiết nóng ẩm ở miền Trung nước Mỹ cũng khiến dàn cầu thủ vừa trải qua mùa giải dài và vất vả của Liverpool gặp nhiều khó khăn. Vậy mà chỉ chưa đầy 48 tiếng sau trận giao hữu với Dortmund, đoàn quân của Klopp lại chạm trán một đối thủ mạnh là Sevilla. Đây không phải lịch thi đấu mà huấn luyện viên người Đức mong muốn, nhưng cam kết với đối tác buộc Liverpool phải có thêm trận này. Và vì thế, nhiều khả năng Klopp sẽ cho một số trụ cột như Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold hay Wijnaldum ngồi dự bị. Với những thiếu vắng ấy, Liverpool chắc chắn sẽ càng giống như đang đi nghỉ hè hơn là sẵn sàng cho màn báo thủ đội bóng đã đánh bại họ 3-1 ở chung kết Europa League cách đây 3 năm. Cuộc chạm trán tại trận cuối cùng của Europa League 2015-2016 cũng là lần duy nhất Liverpool và Sevilla phân thắng bại. Những lần đụng độ sau đó, De Kop và đối thủ Tây Ban Nha này toàn hòa. Lối chơi kỹ thuật, ban vật nhỏ của Sevilla vẫn là trở ngại lớn cho Liverpool. Muốn đánh bại những cầu thủ tinh quái của đội bóng Tây Ban Nha, De Kop cần hỏa lực mạnh và thế trận áp đảo. Nhưng thiếu bộ ba nguyên tử Salah, Firmino, Man và các trụ cột khác không có được thể lực tốt nhất, Liverpool chẳng thể tạo ra điều kiện cần phải có để áp chế đối thủ. Tình hình càng khó hơn khi Sevilla đến với trận giao hữu này bằng đội hình mạnh cùng phong độ ấn tượng sau 3 chiến thắng liên tiếp từ đầu hè. Một thất bại nữa, vì thế, mới là viễn cảnh dễ xảy ra hơn cho Liverpool.